Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là kết quả của những trận đấu bán kết môn bóng đá nữ của SEA Games 32 cuối cùng thì cũng đã kết thúc. Đội tuyển nữ Việt Nam hủy diệt đối thủ tới 4 bàn không gỡ và đội chủ nhà gần như không có bất cứ một cái cơ hội nào để có thể sút bóng vào lưới của thủ môn đội tuyển Việt nữ Việt Nam cả. Và chắc chắn việc nhận thất bại với tỷ số 4-0 đó là một kết quả mà các cổ động viên của Campuchia có thể dự đoán được từ trước. Mặc dù trước khi trận đấu này diễn ra thì họ cũng rất tự tin vào đội tuyển của họ khi mà họ đã có mặt trong trận bán kết. Đội tuyển Campuchia vào bán kết thì cũng không phải là quá bất ngờ, bởi không phải là đội chủ nhà của họ quá mạnh mà nguyên nhân đó là các đối thủ cạnh tranh như là Lào hay là Singapore là quá yếu, cho nên là khá dễ dàng để cho Campuchia cùng với đội tuyển nữ Thái Lan đoạt tấm vé để chơi trong trận bán kết vừa qua. Và thực tế ở trận đấu cuối cùng thì chọn một cái lối chơi đổ bê tông giống như những gì mà họ đã làm trước đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay, ngày 12 tháng 5. Thì nhưng đội bóng xứ sở Chùa Tháp vẫn thua Thái Lan tới tận 3 bàn không gỡ. Và phải thừa nhận một điều rằng là Campuchia là một đội bóng yếu nhất trong 4 đội tiến tới vào bán kết. Và so với đội tuyển nữ Việt Nam thì Campuchia ở một vị thế thấp hơn rất nhiều. Cho nên chắc chắn là rất nhiều chuyên gia, các cổ động viên họ cũng có thể dự đoán được một cái tỷ số như ngày hôm nay, đó là 4-0 dành cho đội tuyển nữ Việt Nam rồi. Còn đặc biệt trong trận đấu bán kết thứ hai giữa đội tuyển nữ Myanmar và đội tuyển nữ Thái Lan thì thực sự là quá bất ngờ. Đội tuyển nữ Thái Lan họ đã vươn lên dẫn trước rất sớm để có được tới tận 2 bàn thắng. Thế nhưng cuối cùng thì họ lại để cho đối thủ đó là đội tuyển nữ Myanmar dội cho tới tận 4 bàn vào lưới và cuối cùng nhận thất bại với tỷ số đó là 4-2. Đương nhiên đây cũng không phải là quá bất ngờ đâu, bởi chúng ta hãy nhớ rằng là với bóng đá của Đông Nam Á thì chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Những đội bóng mạnh nhất đó là Thái Lan, đó là Việt Nam và hiện nay có cả thêm Philippines nữa, và đặc biệt đó là tuyển nữ Myanmar. Đây là đội bóng mà cũng gây ra rất nhiều khó khăn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam trong rất nhiều lần trước đây. Thế nhưng với bóng đá của Myanmar thì đương nhiên với môn bóng đá nữ họ vẫn là một đối thủ rất đáng gờm, thực sự khó khăn. Và việc họ đánh bại đội tuyển Thái Lan trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng cũng không phải là quá bất ngờ. Không có gì là bất ngờ cả, bởi chính đội bóng này thì cũng đã đánh bại đội tuyển nữ Philippines với tỷ số đó là 1-0. Thế nhưng sau đó thì chúng ta hãy nhớ rằng Philippines vừa qua thì chúng ta mặc dù ép sân khá nhiều nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thất bại với tỷ số đó là 1-2. Vì vậy mới thấy được rằng là tuyển nữ Myanmar không hề dễ chơi. Thế nhưng ở trong trận đấu vòng bảng thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta lại đánh bại nữ Myanmar. Đó là một điều đặc biệt ở trong bóng đá. Và với cái kết quả như thế này thì trận chung kết môn bóng đá nữ của SEA Games 32 sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar. Một cuộc tái đấu khi mà chúng ta đã từng gặp họ trong vòng bảng rồi. Còn trận cho tranh tấm huy chương đồng đó là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội chủ nhà Campuchia. Để nói về cơ hội cho đội tuyển nữ Campuchia có các cơ hội giành được tấm huy chương đồng thì tôi nghĩ rằng gần như là không thể. Bởi thực tế để đánh giá về sức mạnh giữa hai đội bóng thì quá khó có bất cứ một cái bất ngờ nào để cho tuyển nữ Campuchia có thể tạo ra được. Vì vậy mà tấm huy chương đồng gần như chắc chắn là sẽ thuộc về đội tuyển nữ Thái Lan rồi. Còn hiện nay câu chuyện mà chúng ta quan tâm nhất đó chính là trận chung kết. Trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar. Như vậy là đội tuyển nữ Việt Nam đã có được cái cơ hội sắp tới rồi. Chúng ta có được cơ hội để giành được cú poker huy chương vàng liên tiếp. Bởi 3 mùa gần nhất thì chúng ta đã có được 3 tấm huy chương vàng. Và cơ hội lần này đang là rất sáng sủa khi mà chúng ta lại có mặt ở trong trận chung kết. Một bảng đấu cực kỳ khó khăn dành cho đội tuyển nữ Việt Nam khi mà chúng ta cùng bảng với những Myanmar, với những đội tuyển nữ Philippines. Cũng đã có rất nhiều những lo lắng, thế nhưng cuối cùng thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn làm được những điều quá tuyệt vời, đó là chúng ta có mặt ở trong trận chung kết rồi. Với trận đấu ngày hôm nay với đội tuyển nữ Campuchia thì ngay trong hiệp 1 thôi thì đội tuyển nữ Việt Nam đã có tới tận 3 bàn thắng rồi. Chúng ta đã có 3 bàn thắng làm vốn và hiệp 2 chúng ta đã đá thực sự thong dong. Có thể nhiều người thì vẫn chưa cảm thấy mãn nhãn khi mà tuyển nữ Việt Nam không có nhiều cơ hội để chúng ta ghi được thêm những bàn thắng. Khi mà Huỳnh Như thì có được cú đá penalty thành công ở phút thứ 90, nâng tỷ số lên 4-0 dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là một trận đấu mà chúng ta chẳng còn gì mà phải cần phải cố gắng quá nhiều để làm gì cả. Chúng ta cần phải giữ sức cho cái trận đấu chung kết. Mà tỷ số 4-0 thì cũng là tỷ số mà đã tốt hơn so với những gì mà Thái Lan họ đã làm được trước chính đối thủ này rồi. Và cái điều quan trọng nhất như tôi đã nói đó chính là trận chung kết. Và một trận đấu mà chúng ta thấy rằng là Campuchia mặc dù họ đã bị thủng lưới tới tận 3 bàn rồi, thế nhưng họ có lên tấn công đâu. Mà thầy nói rằng là họ không lên được, họ không thể lên được, cho nên họ cũng chỉ
biết cách là chịu trận, rồi là sử dụng một cái lối đá với rất nhiều các cầu thủ phòng ngự thôi. Họ không muốn thua thêm nhiều nữa, và cũng chính vì cái lý do đó thì cũng khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc là chúng ta có thể tìm kiếm được thêm những cái bàn thắng. Và có một điều đặc biệt là ngay sau khi trận đấu kết thúc thì các cổ động viên của Campuchia lại gửi những lời chúc mừng dành cho những cô gái Việt Nam. Bởi thực tế thì cũng đúng thôi, bởi với bóng đá Campuchia, việc thất bại trước nữ Việt Nam thì cũng là điều hết sức bình thường. Vì vậy mà họ chúc mừng cho chúng ta và cũng không tỏ ra quá buồn cho thất bại này thì cũng là điều đương nhiên. Trong khi đó thì thuyền trưởng của đội tuyển nữ Campuchia thì lại nói rằng là thất bại ngày hôm nay là một điều sẽ khiến cho đội tuyển nữ Campuchia tiến bộ hơn nữa. Bên cạnh đó thì bà cũng rất vui mừng khi mà nói rằng cái thành tích tiến tới vào bán kết với đội tuyển nữ Campuchia thì đó cũng là một điều rất tuyệt vời. Và việc thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam đối với bà thì cũng không phải là quá bất ngờ, bởi cô bà cũng xác định được rằng là đối đầu với các đối thủ như là đội tuyển nữ Việt Nam thì đội tuyển nữ Campuchia sẽ sử dụng lối chơi đó là phòng ngự phản công với số đông. Thế nhưng ngày hôm nay mặc dù rất cố gắng nhưng theo bà thì với việc là đẳng cấp vượt trội cho nên đội tuyển của bà đã không thể giữ được mảnh lưới và nhận tới tận 4 bàn thua. Bên cạnh đó thì bà cũng hy vọng rằng là bóng đá nữ của Campuchia sẽ tiếp tục có những bước tiến để làm sao rút ngắn được những khoảng cách với những đội bóng hiện nay như là Thái Lan, Myanmar hay là Việt Nam. Một trận đấu mà ông Mai Đức Chung đã cất những tiền đạo như là Huỳnh Như trên băng ghế dự bị, rồi Nguyễn Bích Thùy thì cuối cùng thì cũng không được ra sân đá chính ngay từ đầu. Một trận đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam đã rất nhàn nhã và đặc biệt đó là trong trận đấu ở hiệp đấu thứ hai. Sau khi mà phút thứ 35 thì chúng ta đã có được tỷ số là 3-0 rồi. Hiệp 2 thì tôi nghĩ rằng cái thế trận như vậy là hợp lý thôi. Chả có cái tội gì mà chúng ta phải quá mất sức để mà chúng ta dồn lên tấn công làm gì cả, đúng không ạ? Và như vậy là với đội tuyển nữ Việt Nam đã gọi và chúng ta cũng rất hy vọng rằng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có câu trả lời. Bởi ngày mai thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu bán kết đặc biệt quan trọng với người Indonesia. Và nếu chiến thắng được đối thủ này thì như vậy là cả đội tuyển nữ Việt Nam cũng như đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiến đến trận đấu cuối cùng. Và nếu đạt được đó thì hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ làm được giống những gì mà chúng ta đã làm được ở cả hai kỳ SEA Games trước đó, khi mà cả đội tuyển nữ Việt Nam cũng như đội tuyển U22 Việt Nam đều giành được những tấm huy chương vàng, những điều thực sự tuyệt vời dành cho bóng đá Việt Nam hiện nay, những ngày hội thực sự, đúng không ạ? Thế nhưng hiện nay thì báo chí của Indonesia lại nói khá bất ngờ. Vừa qua thì cũng có một số tờ báo của Indonesia họ tỏ ra lo lắng khi mà đội bóng của họ gặp đội tuyển U22 Việt Nam. Thế nhưng tờ mới đây thì tờ Bola Sport của Indonesia lại nói rằng họ lạc quan khi mà hiện nay thì đội tuyển U22 Việt Nam không còn reporter dẫn dắt nữa. Cụ thể trong bài viết mới đây thì tờ báo của Indonesia, đó là tờ Bola Sport, có đưa ra một cái đánh giá như thế này. Giấc mơ giành tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sau 21 năm trắng tay đã tan biến tại SEA Games 31 vào tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên thì U22 Indonesia đang có niềm tin vào điều đó tại SEA Games lần này. Cơ sở cho điều này là gì? Đó chính là việc U22 Việt Nam không còn huấn luyện viên Park Hang-seo nữa. Người đàn ông đến từ Hàn Quốc thực sự là một cơn ác mộng đối với chúng ta. Dẫn dắt U22 Việt Nam lúc này đó là huấn luyện viên Philip Jurice, người từng nắm quyền ở đội tuyển Nhật Bản trước đây. Đội tuyển U22 Indonesia hoàn toàn có thể hy vọng vào những trận đấu có thể có may mắn để xuất hiện sau khi mà ông Park Hang-seo chia tay với Việt Nam. Và dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo thì chúng ta đã thấy rồi, các đội bóng như là của Indonesia, kể cả cấp độ đội tuyển quốc gia nữa thì hầu như họ cũng đều nếm trải những thất bại khi mà liên tiếp đối đầu với đội tuyển Việt Nam cũng như U22 hay là U23 Việt Nam. Vì vậy mà đương nhiên hiện nay thì không còn thấy Park nữa. Có thể là cái dớp mà Indonesia thất bại trước Việt Nam thì nó sẽ có sự thay đổi. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là với những gì đang diễn ra thì U22 Việt Nam hoàn toàn chúng ta có thể là tự tin trong một chiến thắng tiếp theo trước người Indonesia, giống như những gì mà chúng ta đã liên tiếp làm được trước đây. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tụi mình nhé. Tới đây thì bản tin của tụi bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.